Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng 25 tháng 1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến thăm tặng quà cho các em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Cùng dự có đồng chí Viên Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở ban ngành. Tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Đồng chí hy vọng cán bộ, nhân viên của trung tâm tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, lan tỏa yêu thương, quan tâm chăm sóc các em, những người có hoàn cảnh khó khăn ngày một tốt hơn. Bí thư Tỉnh ủy chúc các em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và luôn cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Thay mặt cán bộ, nhân viên và các em thiếu nhi, những người có hoàn cảnh khó khăn của trung tâm, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Thị Thu Hiền gửi lời cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã luôn dành sự quan tâm đến Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng như cán bộ, nhân viên trung tâm sẽ cố gắng để chăm sóc, dạy dỗ các cháu thiếu nhi mồ côi, khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn ngày càng tốt hơn.